Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cách đây hai Chủ nhật, quý vị nhớ không? Chúng tôi rời Việt Nam vào sáng ngày thứ hai, và chiều ngày hôm qua thì chúng tôi đã trở về quê nhà sau gần 2 tuần. Cảm ơn Chúa là được đi qua giảng cho một trại hè ở tại một thành phố gần Berlin, thủ đô của Đức. Và rồi chúng tôi cũng có cơ hội đi qua, đặt chân đến trên nhiều quốc gia. Ở đó có Cộng hòa Séc, có Slovakia, có Áo, có Hungary, và chúng tôi cũng đặt chân trên đất Ba Lan nữa. Cảm ơn Chúa. Tôi rất là thích thú với câu Kinh Thánh buổi sáng hôm nay mà chúng ta cùng đọc trước cái thì giờ mà chúng ta thờ phượng Chúa. Đó là: công việc Đức Giê-hô-va đều lớn lao, phàm ai ưa thích, ắt sẽ tra sát đến. Cảm ơn Chúa. Được đi đây đi đó, được chứng kiến, được trải nghiệm và nhìn thấy công việc của Đức Chúa Trời trong mỗi một cuộc đời, trong mỗi một nhóm người, trong mỗi một quốc gia, trong mỗi một dân tộc, và biết rõ rằng Chúa Ngài yêu chúng ta vô cùng. Tôi muốn dùng một hình ảnh này để mở đầu buổi sáng hôm nay. Nếu chúng ta tưởng tượng là khoảng 15 năm trước hay là 20 năm trước, lúc bây giờ thì phương tiện truyền thông không có hiện đại như bây giờ, không có phổ biến như bây giờ. Và lúc bây giờ thì có những người rất ưa thích và hâm mộ cái đội bóng nhà của mình. Ở nhà mở tivi lên để xem một trận đấu quyết định. Nhưng mà trận đấu mới có nửa chừng thôi, chưa kết thúc thì điện cúp. Đợi mãi tivi không lên, thế là buồn, bởi vì đội nhà đang thua. Và đêm hôm đó có lẽ trằn trọc không ngủ được. Sao mà cố gắng như vậy, sao mà mình mong ước như vậy mà là đội nhà của mình không thắng được trong trận này. Nhưng mà rồi sáng hôm sau khi chúng ta đọc tin tức thì lúc bấy giờ vỡ òa ra: ô, đội nhà không thua, bởi vì trong những giây phút cuối cùng của hiệp đấu thì đội nhà đã dẫn trước và đã thắng ở trong trận đấu này. Tôi muốn dùng hình ảnh này để thưa với quý ông bạn chị em buổi sáng hôm nay về những điều rất lạ lùng mà Chúa cho chúng tôi đã trải qua trong 2 tuần, và thậm chí trước đó chúng tôi cũng đã cầu nguyện, đã chuẩn bị cho chuyến đi rất nhiều. Tôi xin hỏi là ở đây có những ai sinh ra trước năm 1975? Xin hãy đưa tay. Ai đây là những người đã sinh ra trước năm 1975? Xin hãy đưa tay. Là có những ai là những người đã sinh ra sau năm 1975 nhưng mà vẫn nhớ cái sự kiện lịch sử của đất nước Việt Nam chúng ta là biến cố 30 tháng 4 của năm 1975. À, còn một số bạn khác thì chắc là không có quan tâm lắm đến lịch sử, phải không? Chúng ta biết là lịch sử trong tiếng Anh được viết từ chữ his story, ghép giữa hai chữ. His là nói về Ngài, story là câu chuyện, và chữ đó trong tiếng Anh là lịch sử. Điều đó nói lên rằng Đức Chúa Trời của chúng ta, đấng chủ tể của vũ trụ, là đấng tể trị và kiểm soát lịch sử của nhân loại. Quý vị có đồng ý không? Đúng như vậy. Tại vì chúng ta thấy là ngay phần Kinh Thánh mở đầu của Tân Ước thì nhắc đến Caesar Augusta. Caesar Augusta là một nhân vật trong lịch sử được nhắc đến, và tất cả những điều Kinh Thánh ghi lại đều có những cột mốc quan trọng của lịch sử. Và sáng hôm nay thì tôi muốn chúng ta hãy cùng với nhau suy gẫm những điều này. Chúng ta hãy cùng đọc với nhau câu Kinh Thánh được chiếu ở trên màn hình. Đức Giê-hô-va phán:
ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Xin hỏi quý vị một lần nữa, đó là ai trong chúng ta trước năm 1975 là gia đình gốc gác quê hương sống ở miền Nam Việt Nam? Cảm ơn Chúa, ở trong chúng ta thì có những người đã sống ở miền Nam, có những người đã sống ở miền Bắc trước cái thời điểm rất quan trọng của lịch sử. Chúng ta hãy nhớ là từ năm 1954 thì là sau khi Việt Nam đã chiến thắng người Pháp, bởi vì người Pháp đô hộ Việt Nam lúc bấy giờ và Việt Nam là thuộc địa của người Pháp, thì năm 1954 Hiệp định Geneva được ký, và hiệp định đó phân chia đất nước chúng ta thành hai miền, miền Bắc ở phía trên và miền Nam ở phía dưới. Và chúng ta biết là cái đường phân tuyến giữa hai miền Nam Bắc đó là vĩ tuyến thứ 17. Nếu ai chưa có quan tâm đến lịch sử thì đây là câu chuyện của Chúa có liên quan đến cuộc đời của chúng ta đó. Và ở đây đó, bên cạnh là chiếc cầu Hiền Lương, là chiếc cầu phân đôi, cho nên đó, chúng ta thấy cái trạm gác đó không? Nếu đứng bên này là thuộc về miền Nam, nếu băng qua chiếc cầu đi qua bên kia thì thuộc về miền Bắc rồi. Ngày hôm nay các bạn trẻ nghe câu chuyện này thì cảm thấy nó là bình thường, nhưng mà nếu chúng ta biết được, chúng ta sẽ thấy vô số những câu chuyện ở đằng sau đó. Má tôi có một người chị hai, bà đã qua đời rồi. Bà trước năm 1954 thì bà cùng với chồng là thầy truyền đạo đi qua bên Lào để làm người truyền giáo. Sau 1954 thì là gia đình quê hương là ở Quảng Nam, nhưng mà nó thuộc về miền Nam, vì vậy mà ông bà không thể về miền Nam để gặp cha mẹ, gặp các em được. Lúc bây giờ đất nước đã phân đôi rồi, và ông bà đã về phía bên kia của vĩ tuyến 17 là miền Bắc. Ông đã trở thành cán bộ của Thông tấn xã Việt Nam, đã là một đảng viên. Và tôi nhớ rất rõ là lúc bấy giờ ông bà ngoại cũng hay nhắc đến dì hai của chúng tôi. Bà ở đâu đó ngoài miền Bắc, không hề có tin tức, không hề có liên lạc với nhau. Và chúng tôi chỉ nghĩ trong tâm trí như vậy thôi. Nhưng mà rồi biến cố 1975 xảy đến, miền Bắc đã kiểm soát được miền Nam. Ôi, dần dần đó thì tin tức được nối liền. Lúc bây giờ thì ông bà mới hỏi là con của tôi ở miền Bắc còn sống không? Có liên lạc được không? Và cảm ơn Chúa là sau ít lâu thì là dì hai của chúng tôi cùng với người con trai từ miền Bắc về để thăm ông bà. Và lần đầu tiên chúng tôi được gặp gỡ nhau giữa hai miền Nam Bắc. Lịch sử của đất nước của chúng ta đã trải qua như vậy. Nhưng mà chúng ta biết là sau khi đất nước được thống nhất thì điều gì đã xảy ra? Đây là hình ảnh của những người dân miền Nam bị bắt đi vào vùng kinh tế mới. Lúc bây giờ, nhà ở thành phố làm những công việc không có phải là lao động trực tiếp thì bị coi nhẹ, bị coi như là tiểu tư sản, là kẻ thù, cho nên phải đi lao động, bởi vì lao động là vinh quang. Cho nên á, từng đoàn người dân thành phố bị đưa vào trong những vùng sâu vùng xa, vào trong những nơi chưa hề có khai khẩn để mở những vùng đất và làm việc như vậy đó. Quý vị có biết là tôi chỉ mới có 18 tuổi thôi, nhưng mà tôi phải đi lao động ở trong những vùng vậy để kiếm sống đó. Bởi vì không xin được việc làm. Bạn bè đi học đại học hết, nhưng mà mình xin bất kỳ một việc làm nào, nghe nói cha đang ở trong trại tập trung cải tạo, thế là bị loại ngay từ vòng gửi xe. Và tôi phải nhận những cái chân lao động như vậy. Thư sinh 18 tuổi thôi, vừa học xong lớp 12, phải vào trong những nơi đó, ở trong những chiếc lều cực nhọc vô cùng, 20 ngày là một đợt.
Bởi vì lúc bấy giờ đó thì là ngoài những người bị đưa vào trong kinh tế mới thì một hộ dân bắt buộc một năm phải có một lao động để đi vào trong những vùng như vậy. Và những người khá giả thì họ không đi. Cho nên họ tìm cách thuê một ai đó đi thay cho họ, và tôi đã nhận những cái chỗ như vậy. Ăn uống kham khổ, ngủ trong những chiếc lều và bệnh tật. Tôi đã trải qua nhiều đợt như vậy. Chúng ta thấy đây là hình ảnh của những cái người dân miền Nam sau 1975 đó. Tôi không bao giờ quên là học sinh lớp 10 thôi được đưa vào trong rừng để khai hoang. Và không biết là cái hình này có dính tôi trong đó hay không, nhưng mà nếu ai là những người miền Nam thì nhớ rất rõ những hình ảnh này. Rồi chưa hết, nếu là quân đội, nếu là những công chức, những viên chức chính quyền của miền Nam lúc bấy giờ đó thì buộc phải ra trình diện. Và cái hình trên đó, phải ra xếp hàng để trình diện. Ai mà không trình diện đó, bắt được là chết. Cho nên buộc phải ra trình diện mình ở trong đơn vị nào, mình đã từng làm cái gì. Và sau cùng thì là hình bên dưới là đưa vào trại tập trung cải tạo. Đó, hình ảnh của những người làm việc ở bên trong trại tập trung cải tạo. Và cái chuyện cải tạo ban đầu nghe nói là đi, các anh chỉ cần 6 tháng thôi. Nhưng mà sau đó, 6 tháng cộng 6 tháng cộng 6 tháng, người nào mà đi 3 năm, 4 năm là rất nhẹ. Và tôi biết có những người đi ở trong trại tập trung cải tạo, lưu lạc ở miền Bắc, ở miền Trung 14 năm. Lúc bây giờ thì là có một sư Phạm An Vui, là ông cụ thân sinh của cô mục sư Hồng Nhân đây, đã từng bị bắt ở trong trại tập trung cải tạo như vậy. Tôi lúc bây giờ năm 1983 về thành phố Hồ Chí Minh thì tôi nghe nói là ô, ông cụ ở trong trại tập trung cải tạo, nhưng mà ông vẫn làm báp têm cho người ta, ông vẫn làm chứng cho người ta. Và một ngày kia thì ông cụ nhắn về đến thăm dùm ông Nguyễn Công Trực, vốn là đại tá của chế độ cũ. Ông có ai đó đến thăm dùm ông đi, bởi vì ông đã tin Chúa rồi, và tôi là người đến thăm ông. Sau này thì ông đi qua Pháp, ở bên đó ông nghỉ hưu rồi ông về với Chúa. Tôi muốn nhắc lại, đây là những điều thật sự đã xảy ra trong một giai đoạn lịch sử mà chúng ta không thể không biết. Không thể không biết. Những người này đây có nhiều cảnh không thể nói được. Người chồng đi vào trại tập trung cải tạo rồi, vợ ở nhà không biết ngày nào chồng về, lập gia đình với một người khác, hoặc là đi qua Mỹ, đi vượt biên rồi chết ở trên biển, vân vân và vân vân. Nhiều điều xảy ra sau 1975. Tại sao tôi lại kể cái câu chuyện đáng để cho nhiều người phải chạnh lòng? Bởi vì tôi cũng đã từng trải qua nó. Và nhiều người ở đây, có những người đang trực tiếp ở đây, có những người tình cờ nghe qua bài giảng này. Chúng ta nhớ như in những điều đã xảy ra, những năm tháng vô cùng buồn bã, đau đớn của miền Nam sau 1975. Tuy nhiên, chúng ta biết, tôi muốn mô tả về cái giai đoạn lịch sử đó bằng hai bài hát được kể là hai bài thánh ca. Bài thứ nhất của một cựu trung tá quân đội Sài Gòn cũ, ông vừa mới qua đời, ông là ông Vũ Đức Nghiêm, vừa là sĩ quan trong quân đội cũ, vừa là nhạc sĩ. Ông có một bài rất hay, bài đó như thế này: Tôi ước mơ là viên than hồng. Tôi ước mơ là viên than hồng. Tôi rất là cảm động về bài hát đó, bởi vì biết là trong những năm tháng ở trong trại tập trung cải tạo, miền Nam mà phải ra miền Bắc, và chúng ta biết là không hiểu tại sao mà sau 75 đó, trời nó không nóng như bây giờ. Lúc đó lạnh lẽo lắm, thiếu thốn lắm. Và những người tù ở trong trại tập trung cải tạo nghĩ đến tương lai vô định. Nhưng mà vào một đêm, ông với các bạn đồng tù đốt lên một cái đống lửa để sưởi. Lúc bây giờ ông đã gặp gỡ Chúa rồi. Ông thấy yêu Chúa quá, nhìn đám lửa, những viên than reo tí tách, thì ông nói rằng: Chúa ơi, con ước mơ
cuộc đời của con sẽ là một viên than hồng để có thể sưởi ấm những tấm lòng lạnh lẽo. Bài hát đó ngày hôm nay đó, nhiều người vẫn còn biết và rất nổi tiếng, tôi rất thích. Ông cũng sáng tác nhiều bài hát nữa. Nhưng mà quý vị biết sao không? Trước năm 1975, ông là con của gia đình có đạo Tin Lành, ông là người theo đạo dòng. Nhưng mà ông chỉ có đạo thôi và không hề kinh nghiệm gặp gỡ Chúa. Ông đã qua đời rồi, nhưng mà tôi xin phép tôi nghe kể lại đó, là ông là người có vai vế ở trong xã hội mà, cho nên trong hội thánh á thì thường được mục sư mời lên cầu nguyện, thí dụ như cầu nguyện dân hiến hay gì đó thì mục sư hay mời ông trung tá lên cầu nguyện. Ông đứng đằng sau, ông nói cứ mời ta hoài à, tao không biết nói gì mà phải mời. Chúng ta hiểu rồi đó, một người không gặp gỡ Chúa thì rất khó cầu nguyện. Và trước năm 1975, nếu không có biến cố đau buồn mà chúng ta thấy những hình ảnh này đây, thì những con người như vậy, tiêu biểu cho những người ở trong gia đình có đạo, lớn lên mình cũng là đạo Tin Lành, giống như tôi thôi, ba tôi là mục sư, tôi là con của mục sư, lớn lên thì tôi biết về đạo, ai mà nói đụng đến Tin Lành tôi cãi đến cùng, nhưng mà tôi không hề gặp gỡ Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa, biến cố đau buồn đó đã khiến cho rất nhiều người gặp gỡ Chúa Giêsu. Quý vị biết không, khi tôi qua bên Mỹ thì tôi rất ngạc nhiên, bởi vì có những người trước đây là sĩ quan trong quân đội cũ, mình không nghĩ họ sẽ trở thành mục sư đâu. Nhưng mà rồi những cái trải trường của cuộc đời, những thăng trầm của cuộc đời, họ biết rằng không có gì quý báu cho bằng một cuộc đời phục vụ Đức Chúa Trời. Họ đã dâng mình, đã trở thành mục sư, và rất nhiều người được sự thăm viếng, kinh nghiệm Chúa, gặp gỡ Chúa. Bài hát thứ hai tiêu biểu cho cái biến cố lịch sử rất đau buồn của đất nước lúc bây giờ, đó là bài Yêu Ta Chăng, Ngươi Yêu Ta Chăng. Tất cả chúng ta đều biết phải không? Yêu ta chăng, ngươi yêu ta chăng, hỡi môn đồ của ta. Bài đó từ một người sống ở miền Bắc, ở bên kia vĩ tuyến. Ông cũng là một tín đồ, ông là ông Trần Thượng Trí, ông sinh hoạt ở tại nhà thờ Hà Nội phải không? Ông lúc bây giờ chỉ có, chúng ta thử tưởng tượng là cả miền Bắc như vậy đó, mà chỉ có 14 cái nhà thờ thôi, mà những nhà thờ đó thì chỉ còn leo teo những người già, chừng một chục người, 15 người thôi. Và chúng ta thử tưởng tượng là cả miền Bắc, trong khi miền Nam thì hàng ngàn ngôi nhà thờ, mà miền Bắc là một vùng trống đối với đạo của Chúa. Cho nên người như ông Trần Thượng Trí thì ông có đạo, nhưng mà lòng khô khan lắm. Ông kể lại là một ngày kia khi ông vào miền Nam, ông thờ phượng Chúa với hội thánh, thì ông mới thấy sự sống của Chúa trong hội thánh. Ông yêu Chúa vô cùng, và ông sáng tác cái bài Yêu Ta Chăng, Ngươi Yêu Ta Chăng, Hỡi Môn Đồ Của Ta. Vâng, con yêu Cha, con yêu Chúa thiết tha. Buổi sáng hôm nay tôi muốn nhắc lại câu chuyện sự thật của lịch sử gần 50 năm đã trôi qua, để biết rằng đất nước của chúng ta, những con người đã từng với ký ức của mình trải qua rất nhiều đau buồn, trải qua nhiều thăng trầm. Nhưng cảm ơn Chúa, câu chuyện không dừng lại tại đó. Quý vị có biết là năm 1978, lúc bây giờ thì là tôi vừa tốt nghiệp trung học, tốt nghiệp cấp 3 xong, không vào được đại học. Bởi vì miền Nam là bị xét lý lịch rất kỹ. Nhưng mà trong chuyến đi vừa rồi thì tôi gặp những học sinh ưu tú của miền Bắc. Vào năm 1977-78, những người đó được chọn để đưa qua bên các nước xã hội chủ nghĩa anh em, đưa qua Liên Xô, đưa qua Ba Lan, đưa qua Tiệp Khắc để được du học. Không phải bình thường đâu. Tôi muốn nói dài dòng để chúng ta thử tưởng tượng, tôi đi xin một chân bảo vệ mà còn không được. Trong khi đó, những người đó thì họ vì có cha nhiều năm làm đảng viên, là cán bộ cao cấp, cho nên được đưa đi du học. Một phần thì học giỏi, một phần thì lý lịch tốt quá, cho nên được lựa chọn để làm hạt giống cho tương lai. Thế là những người đó, họ được đưa qua, nào là các nước, cái vùng đỏ đó, Ba Lan, Tiệp Khắc, rồi Đông Đức, rồi
nhiều quốc gia để đi du học ở tại đó. Và chúng ta thử tưởng tượng là sau khi đi du học rồi thì trở về sẽ làm gì? Chắc chắn sẽ được thăng chức, đúng không? Sẽ được đặt vào những vị trí rất cao. Tôi đến nhà của một người, bố của anh là vụ trưởng. Lúc bây giờ, cái cấp bằng tương đương với bộ trưởng ngày hôm nay đó. Đưa con đi qua Đông Âu để được du học, rồi trở về. Tôi đến ăn cơm và đi chơi với một người, bố là một nhân vật rất cao cấp ở trong Trung ương. Đưa con đi qua, bởi vì ngay từ lớp 10 thôi là đã được chọn rồi, bởi vì học quá giỏi và lý lịch quá tốt, cho nên phải đưa qua các nước đó để đào tạo rồi trở về làm cán bộ. Và chúng ta thử tưởng tượng là nếu những con người đó họ trở về, họ giữ những chức vụ cao cấp, thì có bao giờ họ nghe về Chúa Giêsu không? Chắc hẳn là không. Chắc chắn là không. Thật ra trong hội thánh của chúng ta đó, cách đây chừng một vài tháng, có một vài người đến rất là cảm động vì tình yêu, vì cái bầu không khí trong hội thánh. Nhưng mà sau đó thì cũng phải gặp riêng chúng tôi và nói: xin lỗi, em xin lỗi, em không thể tiếp tục được. Bởi vì chồng em đang là một thượng tá quân đội về hưu, và trong nhà đó nói rằng gia đình mà cưới chị đó là để thờ cúng ông bà, chứ không phải là để chị theo đạo Tin Lành rồi ảnh hưởng đến cả gia đình như vậy đâu. Và xin lỗi anh chị, em rất thích hội thánh, nhưng mà em không thể tiếp tục được nữa. Để chúng ta hiểu một điều đó, ngày hôm nay những người ở trong những chức vụ cao cấp đó, người ta sợ bị mất quyền lực, sợ bị ảnh hưởng đến danh thể và không thể tin nhận Chúa được đâu. Nhưng mà chúng ta có biết chuyện gì xảy ra không? Năm 1917 thì là Nga, nước Nga đã chiến thắng ở trong cái cuộc cách mạng Nga và đã trở thành nước Cộng sản, theo chủ nghĩa Cộng sản. Sau Thế chiến thứ hai là 1949 thì Nga sáp nhập các nước như là Tiệp Khắc, Ba Lan, vân vân vào Đông Đức, giờ Ukraine, Romania, Hungary, Bulgaria vào trong khối Cộng sản, gọi là Cộng hòa Liên bang Xô Viết. Những nước đó giống y như miền Bắc Việt Nam vậy đó. Đảng lãnh đạo, cho nên tất cả những người muốn giữ một chức vụ nào đó phải là đảng viên. Tuy nhiên chúng ta có biết không? Năm 1989 thì bức tường phân cách giữa Đông Đức và Tây Đức đã bị sụp đổ. Tôi và nhà tôi còn rất ít thì giờ, nhưng mà buổi chiều mong ước đến ngay tại bức tường đó để chứng kiến. Chúng tôi đã có hình chụp ở tại đó. Và giống y như cái câu chuyện hồi nãy ở bên cầu Hiền Lương giữa vĩ tuyến thứ 17 vậy đó. Đứng bên này thôi là thuộc về Đông Đức, thuộc về Cộng sản. Đứng bên kia thôi là thuộc về Tây Đức, ở dưới sự kiểm soát của tự do, của tư bản rồi. Năm 1989 thì bức tường đó đã bị sụp đổ. Thế rồi tất cả các nước màu đỏ ở đây đã không còn là Cộng sản nữa. Lần lượt từng quốc gia không còn chế độ Cộng sản nữa. Những người con, những người được kể là hạt giống, được đưa đi học để trở về làm quan chức cao cấp đó, họ nói gì quý vị biết không? Lúc bây giờ là chúng em bắt đầu đi buôn. Chúng em bắt đầu đi buôn, không còn nghĩ gì đến việc học nữa cả. Và cảm ơn Chúa, khi bức tường sụp đổ thì những phái đoàn như là phái đoàn của Billy Graham, những vị mục sư rất là đáng kính đã tràn qua để rao giảng Tin Lành, và người ta chạy đến với Chúa, người ta tin Chúa, người ta thuộc về Chúa. Nghe câu chuyện của họ thì tôi nói rằng Chúa yêu chúng ta vô cùng. Chúa yêu chúng ta, cho nên Chúa có chương trình đối với Joseph và Mary. Chúa vẫn có thể thay đổi cả hoàng đế của La Mã là Caesar Augustus lúc bấy giờ. Đột nhiên ra chiếu chỉ, ai nấy phải trở về quê hương của mình để chương trình của Chúa được thành. Chúa yêu các bạn, và thậm chí Chúa có thể thay đổi cả một chủ nghĩa, cả một chế độ
để mở đường cho các bạn đến với Chúa Giêsu. Lạ lùng quá, không thể tưởng tượng được. Tôi đã từng đi rất nhiều, đi qua Úc, đi qua Canada, đi qua Mỹ, giảng ở giữa những cộng đồng người Việt. Nhưng mà 2 tuần qua, chúng tôi ở giữa một nhóm người, mà tôi có thể nói như là Gióp. Trước, lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, bây giờ, chính mắt tôi đã thấy Chúa. Lạ lùng quá, tôi gặp gỡ những con người và tôi nghĩ rằng nếu những biến cố lịch sử, những biến cố chính trị đó mà không xảy ra, thì sẽ có những con người muôn đời không bao giờ mở ra với tin lành. Đừng nói đến chuyện tin Chúa. Cảm ơn Chúa, thật là lạ lùng. Tôi đến tiệp khắc, ngày xưa nó là tiệp khắc, nó là liên kết giữa hai cái một bên là Cộng hòa Séc và Slovakia. Nhưng mà sau cái cuộc cách mạng 1989 đó, thì hai cái cộng đồng này họ tách ra làm hai, và chúng tôi đã được đến cả hai nơi đó. Ngay tại thủ đô Praha thì hội thánh của Chúa, từ những con người như vậy đó, họ có một cái phòng nhóm rất rộng rãi theo tiêu chuẩn Mỹ, có thể chứa khoảng 600-700 người. Mà những con người đó là những con người nhiệt tình vô cùng. Tôi nghe lời làm chứng của họ, tôi nói rằng thế giới phải được nghe. Bởi vì cách họ đến với Chúa, cách họ trung tín trong đức tin, không thể nào tưởng tượng nổi. Một người bây giờ là lãnh đạo hội thánh, anh nói rằng, mục sư có biết không, em lúc bây giờ đó, thì em nghe nói bạn của em đến với Chúa, hai vợ chồng của em đó đến và nói với nhau này không, mình không có được uống nước của chúng nó nha, lỡ uống nước đó là chúng nó bỏ cái gì đó là mình sẽ cuồng theo chúng nó đó, thế là em đem theo cái chai nước riêng của em, mời nước em không uống, em rất là cẩn thận. Thế mà trong khi nghe người ta hát thánh ca đó, tự nhiên em dãy ra, em không thể chịu đựng được, em khóc. Vợ em nói là chết rồi, chồng của mình lại uống phải cái gì rồi, anh không cẩn thận sao? Sau đó thì người đó tin nhận Chúa. Tiếp theo là vợ tin Chúa. Đến khi ông bố là vụ trưởng ở miền Bắc nghe được cái tin đó đó, thì ông nói rằng thôi rồi, tôi mất cái đứa con này rồi. Ông đã tuyên bố họp cả dòng họ lại để từ nó. Rồi nghe những tin tức đó, ông không thèm nghe điện thoại, ông không thèm liên lạc. Ông nói rằng tao đẻ nó ra, nhưng mà bây giờ đó, nếu tao giết được nó thì tao cũng giết, bởi vì nó làm ảnh hưởng đến cái chức vụ của tao. Ông chồng là như vậy, bà vợ là hiệu trưởng, là người có học. Nhiều năm sau đó thì là bà vợ cùng với cô em gái được cử qua tiệp khắc đi xem thử xem nó là bị cái bọn gì dụ dỗ mà nó đã theo Chúa như vậy. Cho nên á, cô em gái thì với vai trò như là một phóng viên, bà mẹ là hiệu trưởng, đi qua thử xem là cái thằng con mình ăn phải cái gì mà nó theo Chúa như vậy. Đi qua, đến nhóm lại với hội thánh, thấy lạ lùng quá, được bắt phục, bà tin Chúa luôn. Ở lại vài tuần đó, thì cô em gái vốn là phóng viên cũng tin Chúa luôn, và cô nói rằng em chỉ muốn ở lại đây thôi. Đến nỗi người anh nói rằng em phải về đi, em về để nói cho bố biết. Và anh nói rằng không có cái đau đớn nào bằng đâu mục sư ơi. Là con trưởng, em đã gửi tiền về để mua đất, để cất nhà. Em đã gửi tiền về cho gia đình. Vậy mà bây giờ ông bố nói rằng mày không có dính dáng gì đến giọng họ này nữa, bởi vì mày đã theo Chúa rồi. Ông nói rằng không có cái nỗi đau đớn nào bằng nỗi đau đớn đó. Nhưng cảm ơn Chúa, một ngày kia khi anh trở về, thì lúc bây giờ ông vẫn chưa tin Chúa. Ngày mai là anh lên máy bay để đi trở lại tiệp khắc rồi. Thì là ngày hôm đó ông bị đưa vào cấp cứu ở bệnh viện. Ông vốn là người khỏe, nhưng mà khi đưa vào cấp cứu đó thì bác sĩ nói rằng ồ, ông bị ung thư, phải mổ gấp, nếu không thì không sống được. Thế là anh quyết định để bác sĩ mổ. Anh nói lạ lắm, người ta thấy tôi đó, tại vì bố tôi là vụ trưởng
Cho nên người ta thấy tôi, người ta nghĩ tôi là một cái cấp cao hơn nữa. Cho nên á, tất cả y tá, bác sĩ này kia từng nhất cử nhất động đều báo cáo tôi. Báo cáo với tôi, báo cáo với anh thế này thế kia. Và tôi được vào trong phòng mổ luôn. Tôi được dùng điện thoại quay phim cái đoạn đó luôn. Ông nói vào buổi tối khi bố tôi tỉnh lại rồi, thì tôi mới đưa cái đoạn phim đó cho ông coi. Và ông nói rằng lạ quá, nếu không có con thì bố không qua khỏi cái này đâu. Bố đã chết rồi. Bởi vì quay cái đoạn video mổ ra cái phần ung thư ở dưới trực tràng nó như thế nào đó rõ mồn một. Ông nói bình thường thì không có quay được đâu, nhưng mà người ta tưởng tôi là quan chức cao cấp lắm, cho nên người ta cho tôi vào phòng mổ, đứng ở đấy và bảo tôi hãy quay phim luôn. Ông lạ lùng quá. Bố vẫn chưa tin Chúa, nhưng mà ông nói rằng khi ông về lại tiệm khác, ông gọi điện thì là bố của ông nói nó là con của tôi đấy. Và bây giờ thì ông đã tin Chúa rồi. Tôi không có thời giờ để kể ra đâu, nhưng mà nghe những câu chuyện như vậy, tôi nói rằng Chúa ơi, Ngài yêu chúng con quá chừng. Ngài yêu chúng con quá chừng. Chúng con không tưởng được công việc của Ngài thực hiện để cứu người Việt Nam, để cứu những linh hồn hư mất theo cách mà tâm trí của chúng con không thể hiểu được. Đây chỉ là một trong vô số những câu chuyện thôi. Chúng tôi đến giảng ở trong cái hội đồng khoảng 600 người. 600 người đó đến từ Ba Lan, từ Tiệp Khắc, từ Đông Đức, từ Tây Đức, từ Nga, từ Rumani, từ Hungary, từ nhiều quốc gia khác của Âu Châu. Nhưng mà phải nói rằng 95% là người miền Bắc, vốn là con của những quan chức, vốn là những người mà bình thường chúng ta không thể nào nói gì với họ về Chúa đâu. Vốn là những người mà nghe nói đến chữ Chúa là họ sẽ đuổi chúng ta ngay. Nhưng mà chúng tôi được đến giữa một cái tập thể như vậy. Họ thờ phượng Chúa. Trong giờ ăn, hỏi, kể. Thì tôi nói rằng mỗi một con người là một câu chuyện. Mỗi một cuộc đời là một câu chuyện về việc Chúa hành động trong cuộc đời của họ, để họ được đến với Chúa, được làm con của Ngài. Rất lạ lùng, rất lạ lùng. Chúng tôi đến, những gì chúng tôi kể đó là thế hệ thứ nhất. Nhưng mà quý vị biết không, ngày hôm nay con cái của họ không thể tưởng được. Một đứa con đi học ở trong một trường đại học ở tại Paris, thủ đô của Pháp, và cậu ta học giỏi, cho nên cậu đăng ký thêm một trường nữa ở Anh là đại học Cambridge, đại học mà ông cựu cố thủ tướng Lý Quang Diệu của Singapore đã học ở đó, đã tốt nghiệp ở đó. Và người ta nói rằng cậu không cần phải kết thúc cái cuộc học ở tại Paris đâu, nếu cậu có bằng đại học ở tại Cambridge thì trường ở tại Paris sẽ cấp cho cậu luôn cái bằng đại học luôn. Và thật ra là rất nhiều người trẻ như vậy tốt nghiệp một hai trường đại học rất danh giá, và họ là những bậc chuyên môn rất cao. Nhưng mà điều đặc biệt là họ rất yêu mến Chúa. Họ đến thờ phượng Chúa ở trong hội thánh, dự phần ở trong ban thờ phượng, ở trong ban kỹ thuật, ở trong ban tiếp tân. Họ là những người yêu mến Chúa, cho nên tìm hiểu giữa vòng hội thánh với nhau, những kỳ trại đó là những cơ hội để người nam người nữ gặp nhau và họ kết hôn. Nói tiếng Việt, một thanh niên có thể nói được 5 thứ tiếng là chuyện bình thường. Tôi nói với các cháu, cảm ơn Chúa. Chúa dùng thế hệ thứ nhất để đụng đến những con người mà những người khác không thể đụng đến được. Ngài đưa các bạn đến đây, rồi Ngài giật sập bức tường giữa Đông Đức và Tây Đức để các bạn được nghe tin lành, được biết Chúa. Thế hệ thứ hai, các con được trang bị để một ngày không xa các con sẽ là những người chủ chốt trong tất cả các lĩnh vực ở trên đất nước này, trong việc xây dựng đất nước. Và người ta sẽ rất ngạc nhiên vì những con người đó
lại là những người tin lành, là những người yêu mến Chúa sao? Tôi không thể tưởng tượng được. Và đó là cơn phấn hưng của Chúa sẽ đổ xuống. Đúng như những điều mà 15 năm qua, 20 năm qua, 10 năm qua chúng ta vẫn thường nghe. Chúa sẽ thăm viếng quê hương của chúng ta. Chúa sẽ đưa hàng triệu người Việt trở về với Chúa. Điều đó không phải bắt đầu từ miền Nam đâu. Mặc dù là miền Nam đem tin lành ra miền Bắc, nhưng mà cơn phấn hưng sẽ đến từ miền Bắc. Nhiều người nhìn thấy những đốm lửa từ miền Bắc lan vào miền Trung, tràn vào càn quét miền Nam. Nhiều năm trước chúng ta đã thấy rồi đó, một vùng cực Bắc ở tại Lai Châu là làng Sinh Suối Hồ. Ngày hôm nay được UNESCO kể là một nơi du lịch tiêu biểu. Tất cả các phái đoàn ở trong 62 tỉnh đến đó, và những người lãnh đạo nói rằng ước gì mỗi một tỉnh đều có một làng như vậy. Và trong chuyến đi này, tôi được gặp những con người lạ lùng, không thể tưởng tượng được. Và tôi buổi sáng hôm nay đứng ở đây để nói với các bạn, nói với những người đang ngồi ở đây, nói với những người tình cờ xem qua chương trình này rằng chúng ta tưởng đội của mình đã thua, nhưng không thua đâu. Tôi phải khóc bởi vì tôi đã nhận được những lời tiên tri. Chúa sẽ thăm viếng Việt Nam, Chúa sẽ đổ một cơn phấn hưng xuống Việt Nam. Hội thánh Việt Nam sẽ là một hội thánh hiệp nhất đến nỗi thế giới phải học. Nhưng phải nói với quý vị rằng nhiều năm trôi qua tôi chờ đợi mà không thấy gì. Tôi đã buồn, tôi đã hờn Chúa, tôi đã buồn Chúa. Chúa ơi, tại sao lời hứa như vậy, ấn tượng rất mạnh mẽ như vậy mà con không thấy điều gì cả? Nhưng mà khi tôi đến đây thì Chúa nói với tôi rằng con ơi, Ngài không bao giờ quên những lời cầu nguyện của con, những lời cầu nguyện của hàng triệu người trên thế giới này, cho đất nước Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam. Chúa vẫn không hề quên. Ê-sai, câu kinh thánh mà được trích ra làm nền tảng cho bài học hôm nay. Si-ôn đã từng nói rằng Chúa đã quên ta. Nhưng ta nói cùng các ngươi, đàn bà há dễ quên không cho con trai mình bú. Nếu có thì ta sẽ chẳng bao giờ quên con. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa cho chúng tôi đến góp phần ở trong sự hiệp nhất thay vì chia rẽ. Chúa cho chúng tôi đến để nhìn thấy có những điều hội thánh tưởng chừng như tan ra rồi, nhưng mà họ ra về trong niềm vui, trong sự hòa thuận, trong sự hiệp nhất. Chúa cho tôi đi nơi này, nơi khác để chứng kiến những con người như vậy, để nghe những câu chuyện rất lạ lùng. Và sáng hôm nay tôi đứng ở đây để nói với các bạn, nói với quý vị một lần nữa. Nếu chúng ta là những người cầu thay, hãy tiếp tục. Nếu chúng ta là những người đã từng một lần, khi mình gặp gỡ Chúa, mình ước gì người Việt Nam của chúng ta sẽ được biết Chúa giống như vậy, thì bây giờ hãy làm mới lại ao ước đó. Nếu quý vị là những người đã nghĩ đến một giai đoạn trong lịch sử làm cho mình phải buồn phiền và nhiều khi còn oán giận, tại sao Chúa lại để cho những cái điều đó xảy ra? Chúa lại để cho ba con phải ở trong trại thọc độc, Chúa lại để cho gia đình của con phải trải qua những năm tháng đau buồn như vậy, thì buổi sáng hôm nay chúng ta hãy nói rằng cảm ơn Chúa. Tất cả những gì chúng ta trải qua dù thê thảm đến đâu chỉ là một giai đoạn trong cuộc đời thôi. Giai đoạn đó có thể là 20 năm, 40 năm, 60 năm, nhưng mà cõi đời đời là vô tận. Và Chúa nhiều khi sẵn sàng đưa chúng ta vào trong 60 năm, 80 năm ngắn ngủi đó, đau buồn khốn khổ, để chúng ta được cả cõi đời đời. Buổi sáng hôm nay không phải chỉ để nghe thôi, nhưng mà đây là thật. Đây là thật. Tôi đã chứng kiến, tôi đã gặp gỡ, và cảm ơn Chúa. Chúng ta hãy cùng nhập đọc với nhau mấy câu kinh thánh. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời.
tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Quý vị đọc, nhưng mà tôi hỏi thật, quý vị có tin không? Có thể chưa 100% đâu, phải không? Hãy ôn lại những gì đã diễn ra. Với tôi, đã từng oán trách Chúa, đã từng than thân trách phận. Tại sao Chúa lại để như vậy? Nhưng mà rồi, tôi cảm ơn Chúa bởi vì mọi sự hiệp lại để con được là con như ngày hôm nay. Có lẽ quý vị đang ở trong gia đình đổ vỡ. Chúng ta nói tại sao con dâng hiến đều đặn, con trung tín đều với Chúa mà Chúa lại để con như vậy? Cũng có thể là vì chúng ta ngu dại trong cách cư xử, trong phản ứng. Nhưng mà về một phương diện khác, Chúa muốn dùng chúng ta bởi vì chung quanh chúng ta có biết bao nhiêu gia đình đổ vỡ. Và Chúa muốn chúng ta trở thành một công cụ ích lợi cho thế giới này. Có thể lắm chúng ta buồn, hờn Chúa vì sao người khác thì giàu mà mình nghèo quá. Nếu Chúa không cho chúng ta nghèo, thì những người nghèo chung quanh chúng ta sẽ ra sao? Họ đâu có thể nào nghe những gì từ nơi chúng ta được đâu, đúng không quý vị? Tôi muốn nói điều đó buổi sáng hôm nay. Tôi đã từng đau buồn. Những người sống ở miền Nam trước 1975, dù lúc bây giờ tôi chỉ là thiếu niên thôi, tôi đã từng đau buồn, u uẩn suốt những năm dài. Nhưng rồi, phàm ai yêu thích công việc của Chúa, chỉ cần suy xét, chỉ cần tra soát thôi, hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời và không còn buồn nữa đâu. Cuộc đời của Joseph là một minh chứng. Lên bờ xuống ruộng, ôi cả những năm tháng dài. Và cuối cùng ông đã nói gì? Tôi biết rồi. Các anh đừng xin lỗi tôi không có giận các anh đâu. Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời toan làm ích cho tôi. Ai trong chúng ta còn than thân trách phận? Ai trong chúng ta còn trách người này trách người kia, còn trách một giai đoạn nào đó của lịch sử? Buổi sáng hôm nay, hãy nhớ rằng, cho dù tệ hại đến đâu, thì Chúa đem điều đó làm ích lợi cho những người yêu mến Chúa, kính sợ Ngài. Xin mời hội thánh hãy đứng lên, mời ban thờ phượng hãy bước lên đây. Cảm ơn Chúa. Chúa muốn dùng mỗi một người trong chúng ta. Chúa yêu chúng ta nhiều lắm, nên Ngài đã lèo lái những hoàn cảnh. Ngài đã kiểm soát những biến cố, dù là đau buồn nhất, tệ hại nhất đến trong cuộc đời của chúng ta. Vì Ngài muốn chúng ta trở nên ích lợi cho cõi đời đời, cho vương quốc của Ngài. Ai còn than thở vì hoàn cảnh của mình? Ai còn oán hận vì có những người đã làm tổn thương mình? Hãy đến với Chúa trong thời giờ này, thậm chí bằng nước mắt, và nói rằng con vẫn còn đau đớn lắm, nhưng con biết rằng công việc Ngài là tốt lành, vì Ngài là Đức Chúa Trời kiểm soát từng chi tiết ở trong lịch sử của nhân loại, kiểm soát từng chi tiết trong cuộc đời của con, để đem điều ích lợi nhất đến cho con, để chúng ta không còn cay đắng, không còn oán giận, không còn tị hiềm nữa. Như Joseph, các anh sợ chết khiếp vì đây là lúc em mình trả thù. Nhưng Joseph đã làm ngược lại. Thế giới này muốn thấy chúng ta là những người vui mừng ở trong hoạn nạn. Thế
thế giới này muốn thấy chúng ta là những người cảm tạ Chúa mọi lúc mọi khi, cho dù trải qua đau đớn đến đâu. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.